chào mừng các bạn quay trở lại channel mình nha. Mình là Trần Hùng 83 đây. Chúng ta tiếp tục chơi tựa game Đấng Tham Mộ các bạn. Hôm nay mình chơi con rắn màu tím này các bạn. Một con đầu tiên rồi. Đầu video mình cũng xin chúc tất cả các bạn một ngày thật tốt lành nha. Các bạn xem video thấy hay rồi, cho mình một like và một lượt đăng ký chia sẻ kênh giúp mình với các bạn. Mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bao giờ cái con trắng này phải cho con trắng này lên bảng điểm số mới được. Cuốn là nhanh nha, không nhanh là rồi bị mình tiêu diệt cái con ta đấy rồi. Bản đồ bữa nay nhìn thấy ít sâu nha. Còn ngoài tính bao mình không? Đi chơi trong kẻ luôn, chơi trong kẻ. Chơi vô cái đường. Con nó muốn bao mình luôn kìa. Phải đi vòng nữa là mình hết ga. Quay đầu lại. Thank you.
hơn sâu nha, xanh bự đến mục tiêu. Hai con đang đua đông biết ngay biết đường nào cũng đông như người. Số thôi thì hồi nãy nói ôi ôi, tại mình bấm chạy nhanh, nó không chạy nhanh thôi, đó là kể như là mình lên bảng điểm số thôi nên mấy con kia rồi. Mình vượt qua lên thứ hai con cặp nhau là rồi, kể như là game over. Ôi dẹp lắm. Sống sót cho bạn. Ây rồi. Thôi bye bye. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn các bạn lại clip sau nha. Bye bye.